Giày lười Timan đã trở lại đây. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một sản phẩm giày lười vô cùng độc đáo và không kém phần trang nhã. Vàng thật không sợ thử lửa, mà giày thật cũng không hề lo lửa. Chúng tôi hơi lửa lên giày, hơi đều khắp giày với một ngọn lửa lớn. Giày không hề bị có rút hay cháy xém. Bạn cũng sẽ không lo mua phải hàng nhái, hàng giả vì bên trong giày có logo Timan chính hãng. Ngoài thiết kế tinh tế với những đường chỉ may hoàn toàn bằng tay, chắc chắn và khéo léo, đảm bảo không đứt chỉ hay bung tách. Với đế cao su non dẻo dai và lớp da không lo nhăn khi mang, chúng tôi xoắn giày rồi gọc giày, thật tuyệt vời khi phần da phía trên không hề bị nhăn. Chính sách bảo hành ưu đãi cho khách hàng, bạn sẽ xem hàng trước và sau đó mới thanh toán. 7 ngày vàng để đổi lại giày nếu sản phẩm bị lỗi, và bên trong hộp còn có nem cạc và thẻ bảo hành của công ty. Comment số điện thoại bên dưới ngay để đặt hàng. Giày lười Timan, rất hạnh phục vụ các bạn.